Ok đó, chào mọi người, chào mọi người với trái channel mình, người quân bên đây. Và trong ngày mình ta tiếp tục chơi Subnautica Pyro. Nó có cái tín hiệu phi robotic này, tại tôi không nhận ra. Để em không gá oxy kìa, nhìn nó ngáo ngáo ấy, nên mình lên luôn đi. Chắc hôm này khỏi cần xài cái hàng Z-Cline. Cái biển sâu này tôi vẫn cứ sợ, có mấy thằng nó chế mi nó ghép nhảy xuống, nó gặp mấy con bự bự để gặp Goku form siêu phản động nữa. Ở đây thì chúng ta sẽ xây trước cho mình là cái hàng Snowfall Hoverpass này, để đồ tôi chuẩn bị ở nhà sẵn rồi, rồi lên hàng này chế tạo Snowfall. Hỏi giờ này đi. À, thiếu nước hả? Từ từ, lấy đồ ăn cái màu lên tí. Tưởng gì chứ, có được cái cây dao xịn là không bao giờ lo thiếu đồ ăn nữa, chỉ thiếu nước uống thôi. Đấy, một chém là nằm. Cái con Blade of Fate nó rất là khó, nó chỉ có gần nhà thôi. Đủ nó phát gamma luôn, chắc là phải phải lấy từ trong kho rồi. Nói chung là tôi làm cái này tôi có tính toán các kiểu hết rồi, phải không? Thì là hôm nay anh em mình cũng đi gặp con sâu nữa, sao cái ngăn cuối nó cứ bị lỗi ấy, khó chịu hả? Rồi, mà hết đầy đủ. Tôi còn giữ sẵn một cục pin nữa này, cục đó là hai cho con C-Cry thôi, có mỗi thằng C-Cry là thằng hiếm pin, mấy thằng còn đại kiểu đầy đủ. Là tập hôm nay chúng ta còn khám phá trên, thế là mình chuẩn bị sẵn cục power cell nha. Cái hao bát này thì nó sạc luôn cho Snowfox, nhưng mà điện ở đâu thì cũng chả biết. Xong rồi, con này con gì vậy? Chạy cứ để cho nó nguyên đi, phải không? Bí idea thì phải đặt tên rồi. Con này nó đảm ấm cho tôi được. Nó mình sẽ đến nâng cấp. Đây, nó có đúng một cái dòng module thôi. Cái module này cho phép nó nhảy. Để em xem, anh em mình sẽ đi tới cái hàng Artifact G13 đó chứ. Cái phi của bộ tích mình khám phá rồi. Để em nhảy, nhảy không cao lắm. Có thăng cấp này. Holy shit. Ồ, nhảy là nó bị hư độ bền của xe. Sao độ bền của 81 cái này? Ok là được. Mới tạo thôi mà đã hư rồi. À, có đèn nữa. Vãi chữ. Xịn đấy. Ui, chỗ này đi sao nhỉ? Hơi khó nha. Rồi rồi kìa. Hú hú kè kè. Đang có bỏ tiết hay sao á? Ồ, nhưng mà con Xenobot này dễ hư dễ sửa. Chúng ta có gì đây? À, Architect Artifact Energy Generator, chỗ tạo điện, tạo năng lượng. Mắt hết tay không? Giỏi hả? Mỗi lần tôi đi tới chỗ này tôi chỉ có cái điều duy nhất mà tôi biết là scan thôi á. Chả nhớ cái gì. Nên để phải có gì ngon ngon nhé. Để mỗi lần tới mấy cái chỗ này nó tố an kiếp. Hết rồi. Mỗi lần tới mấy cái chỗ này nó cũng chỉ có gì hơn. Vì hiện nay mình tới cái chỗ phi một tích đi, sẵn tiện rồi còn tới cái chỗ kia nữa. Ủa, chỗ này mới nãy nó bị đóng băng đúng không? Sao bây giờ nó thành nước rồi? Mà con xe nó khóc này xuống nước được không nhỉ? Để mình test. Rồi xong luôn. Thằng cám rồi nè. Con xe nó khóc này không không xuống nước được. Lên. Đéo ổn rồi. Nè, báo quá. Rồi làm sao đây? Có cách nào để mà hu nó về không?
Cầm được. Cái này là titanium. Thì anh em mình hiện tại sẽ đi tới cái phi robotic đằng kia. Ê, cái cầu nữa. Mày còn nhớ tôi nói nhỉ? Có còn cây cầu. Có một cây cầu. Đi qua cây cầu là tới chỗ con sâu. Chính là nó, chính là chỗ này. Chính là chỗ này, chính là chỗ này. Thấy con đem hàng ra đi cho nó nhanh đó. Rốt này. Đấy, con này chống hấp nước khá là tốt ấy. Ra xuống nước mình chưa bị hư, nhảy nhảy vài cái thì lại hư, chả hiểu cái gì. Ui quái, 20% độ bền, đéo hiểu, nhảy nhảy vài cái thì hư. Lúc mà nó lên tăng tốc mình nhảy ra nó cũng bị trượt đi một đoạn dài, mình nó không có hứng lắm. Ok. Đó, có thứ gì đó quan trọng mình đấy. Fluid level 2 rau 2 gallon fluid 2 gallon fluid là cái đéo gì? 2 giờ rau lít. Đó là cái gì anh em nhỉ? Hay là chắc lỏng gì á, polymer có cái éo anh em mình vào đuôi đi. Không, anh đi chỗ này chỉ có thể qua được bằng cầu thôi, không có đường đường ở dưới đi lên. Để em coi ngủ một giấc đã, rồi tính tiếp nha. Để em, lúc đó là buổi tối nên tôi nhìn không rõ. Sau khi sáng sau tôi mới chợt nhận ra có cái lon nó nằm đây rồi. Nó chính là cái hàng hai rau tích fluid ấy. Công thức của nó là 4 giao sắt. Cái này ở nhà mình trồng và give by shit. Cái này thì nó cũng càng nhà luôn. Có nghĩa là bây giờ tôi phải chạy ngược về nhà một tí nữa. Holy shit. À, nói chung là cái hàng cắt lông để mà làm cái áo gì cái nó không cần thiết lắm, tại vì cái con Sinophob này nó tản nhiệt giúp mình rồi, chứ lại một cái cực kỳ ngon luôn, chính là cái chỗ sạc điện cho con Sinophob này nó sửa tào được. Cái này nó rất là quan trọng nha, tại cái hàng ở nhà ấy nó không sửa tào được. Cái si chắc với cái ron suốt tôi phải sửa bằng cái máy, nhưng mà hàng này ấy, nó tự sửa cái độ bền luôn. Đúng là độ end game có khác rồi, scan một phát là có công thức luôn, mà nó còn sạc điện từ không khí nữa. Tôi phát nãy giờ tôi có cung cấp điện cho nó không, nhưng mà nó vẫn đó, nó sửa xong sạc rất là nhanh luôn, chả hiểu cái gì. Trong khi tôi nẹt nitro tôi nhảy nhảy các kiểu mà đại điểu cả năm luôn nó mới tốn 1%. Tôi đã quay trở lại đem hay là mình có làm cái giường ở trên đây á. Nói chung là con siêu chắc của tôi tính toán hết rồi, mấy cái module trừ mấy cái module phá giật như là 7 cái này, mọi thứ đều đều trên này hết. Đây như là cái căn cứ thứ hai, có khi căn cứ cái căn cứ nó còn không đủ chức năng như để con em hàng của tôi nữa. Rồi. Cái đầu thì tôi định là nếu mà Sinofox của tôi không có chức năng tản nhiệt thì tôi sẽ dùng em Gaudon để thay thế, nhưng mà Sinofox nó lại có chức năng tản nhiệt luôn. Ủa hay như lộn rồi đó, không phải chỗ này hả? À, kìa. Buổi tối tôi nhìn không rõ nữa. À đây đây, đây. Bữa này nhầm tí là mình căng. À, dựng cho sát vào. Khỏi bơi. Để em. Tôi đã chế tạo xong cho em hai đâu fluid rồi. Em này nói chung là chế tạo cái này nó dễ lắm rồi. Rồi anh game thì chế tạo dễ, công thức cũng dễ luôn, mọi thứ đều dễ lắm. Quà cũng rất là OP nữa. Chỉ có một cái điều là chạy qua chạy lại thì nó tốn thời gian quá. Cái cổng tele le kia thì tôi đã lấy cục an kiếp rồi nhưng mà nó vẫn không mở được, chả hiểu cái cổng đó làm gì. Go 2 lít fluid, hình như là tôi không biết nữa, hình như là một cái chất lỏng lạnh gì đó. 2 rô là kiểu như là lạnh, còn
nó sẽ tản nhiệt cho cái cầu băng này đúng không? Để biết nè, hình như nó phải tản nhiệt đúng không? Thật vô. Bên đây cũng có điều khiển y chang. Chuẩn bị chưa? Chỗ này mấy ông không được đồng ồn nhé. Con xe của chúng ta có con xe đồng ồn. Đồng ồn này sẽ có em sau xuất hiện. Em sẽ chơi đất chúng ta. Tất cả chúng ta sẽ bị đứt. Từ từ từ. Ồ. À. Lúc này là phải chạy cẩn thận. North Earth. North Earth rồi nè. Về. Đây 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 đây, một sinh vật nằm ở dưới băng, chính là nó, chính là nó, chính là nó. Anh lặn lội tới đây á, chỉ để tìm trú rồi đó. Đó thì con sẽ nó hót này bốt đó. Đây sao tiếng nhạc để đừng làm tao sợ nhé. Mấy ông tôi cái khúc mà nãy đi nhạc nền nó thay đổi nhưng mà có điểm rồi đó, có điểm rồi đó. Này nha, chính là nói rồi, tôi đang rất là hưng phấn đây. Số ồ không hư hả, quái sao mới nó bị hư nhỉ. Tôi đang rất là hưng phấn đây. Đây em thấy mấy cái cục băng không, nó đó đó gỗ. Ông ba ơi, rồi Konnichiwa, giờ đi giờ nhảy nè, dậm dậm vài cái nè. Em đâu rồi ta, từ đâu đấy mấy cái trái ớt đấy, mấy trái ớt đó mình tản nhiệt xíu. Ôi nhà này thay đổi rồi, để ổn, để ổn. Trái ớt này còn hồi máu nữa thì mắt mắt xịn luôn nhưng mà không. Ô scan được này, a a khi tắt cấp lên shit, tiếng nó là tiếng mà sâu nó ngồi lên đấy. Yeah. Let's go. Let's fucking go. À đúng. Em à, nhớ anh không? Nhớ à? Đâu ta? Ngồi ngồi vài cái lên xem nào. Cái gì đây? Silver Copper. Mắt nó tai chảy đâu, mắt nó tai nó cần ít thôi nhưng mà kiểu nó hiếm ấy, thành ra là càng nhiều càng tốt. Phát ép rồi em nhớ tôi nói nhờ, chăm tất cả con heo luôn, chỗ nào mà có bình máu chỗ đó là chỗ nguy hiểm. Mấy cái chỗ mà cho máu này, nó cho chỗ nút này, nó cho súng nè đó, chính ở đây luôn. Holy shit. Holy shit. Chào anh nhé. Anh khỏe nhé. Hi hi. Con đó hình như nó cũng bất tử không? Người này có gì không? Tới xe khiêu khích nữa nè. Let's go. Thôi. Ok, nhìn xem. No! Bút lên! Ê! Thì kia có gì kia? À. Game. Điều khiển. Quái! Mẹ cái con kết cục này nó có tự tự phát nổ nữa hả? Cái gì mà ghê vậy? Để xin đi gấu liền. Để hay tin
Xin ok điệp vô cái điệp viên cánh cục. Ố có mấy cái tay nữa nè. Và nhưng mà kho cái cục này nó có 4 slot thôi. Đặt dù cánh cục đang nằm dù tần 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 tần. Thật ra tôi cũng chỉ đáy được có 4 4 ô thôi, tại vì cái kho đồ của tôi nó cũng full rồi á. Tôi đang lạnh á, quả chết. Quên mất. Đang điều khiển con cánh cục ở ngoài đời. Lạnh hết chứ. Bão quá. Ok. Sáng tiếng nhiệt. Cái này như giống như cái cục phát wifi để điều khiển cánh cục thôi. Ủa sao tôi không cầm cánh cục này lên được? Có chưa đủ gần hết ta. Tên oh no, phải lấy hết đồ ra mới lấy được cái cục. Vậy mình không không có nhặt cái này được. Cứ kho đồ full này. Đó. Cái tiếng này con này nó ghê hơn mấy con kia mình biết nói đâu. Mấy con kia mình biết nó đâu nhưng mà mình chơi nó cái con này chịu. Anh em mình tới đây làm gì ta? À tới đây scan cái sâu mà nhưng mà cái cốt truyện kìa nó tới đây làm gì nữa để nó. Để scan được. Anh hỏi nhé. Mối quan hệ giữa chúng ta là gì? Có. Thôi. Nếu tôi đang tự hỏi là nếu đúng có chuyện hiện nay mình tới đây chơi cho vui rồi. Con này năm chém này nào, năm chém này nào đây. Đó đã xe luôn, nó khiêu khích con sâu. Sâu ơi, nhảy nhảy vài cái nào. Ra đây chơi này nhóc. Come on. Ủa đường này là đường mà mình ra. Shit. Nó sao đứa tôi, nó sao đứa tôi. Thật tự nhiên gửi khó xé nhỉ, ghê lắm. Thấy hỏi hả? Còn cái nào không ta? Nó phải có một cái gì đó hay có chuyện nó mới kêu mình tới đây chứ. Dạ, con sâu nó phải canh cái gì nguy hiểm chứ. Tôi tới đây quét vài cái architect rồi về. Cái gì nữa? Là cái này là architect cấp viên mới là đúng không? Quét rồi. Sao? Còn cái gì nữa không? Sao chỗ này nó vô vị vậy? Ở đây sơ cho hay à. Ui rồi tới đây à. Trời tối rồi đó. Không biết đường đâu mà làm đó. Nó có giấu mình chưa ta? Chỗ này chỗ nào? Không biết nữa. Từ buổi tối sao vậy, nó có mấy cái tiết ấy, nó tăng độ khó cho game. Giờ nhìn trái gì cả. Đây. Tiếng gì ạ?
Ok, tải tiếng Việt nè. Ôi shit, con gấu nè. Con gấu này còn tăng độ khó cho game. Ô, có đèn. Có đèn, có đèn, có đèn, có đèn. Lo mày. Nó là cái bắt cóc. Tối quá chả thấy đường mà bắt cua. Nó là từ trên đây nhảy lên đúng không? Tham nhảy lên được. À từ đây lên. Cũng không được luôn. Ủa? Ủa? Xong rồi tôi chạy vô đâu vậy nè? Có tại không? Có cái hang trong này nè. Thôi 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 anh ơi, nè, trong cái hang này đéo chạy đâu anh. Từ từ nó đóng cái hang này tay ngờ đâu giờ anh đi mới sẵn đúng không. Holy smoly. Và cái con sau đó ổn lắm, có nhiều đam. Ok, vậy chơi nó được. Cái hai này nó toàn mấy thứ trên kia có gì phát sáng. Bây giờ tối có đéo thấy gì hết. I don't see anything. Cái hai này toàn mấy cái vô dĩ, mấy cái kiểu giai đoạn đầu chứ không phải là giai đoạn cuối game. Tính ra là cái con trâu này nó cũng trừ mấy cái đoạn nhưng mà cái đoạn tử nam nó to lắm, thành ra tôi sợ nó dùng scare các kiểu nhưng mà chọc đam có tí xíu rồi chả hấm đâu. Có gì mốt bớt edit à, đó là thác rồi đóng băng rồi, nhớ bắt cua đem tôi điều khiển thần hồn cái con Snowfox này rồi. Chỗ nào nè đem chỗ này chưa tới fuck nó có nguyên một cái hố dưới này xuống luôn nhỉ. Nhưng mà anh ơi, để nói là hình như anh em mình thoát khỏi con sâu băng rồi, thấy có cái háp ở đây. Cái háp này là nơi mà con sâu băng xuất hiện đấy. Thiệt, nó giờ không đứt tôi. Ê, em sẽ nó phát còn sống không vậy? Rồi, rồi. À. Ui, sửa nhanh thật sự chứ. Con sâu đánh trả nó coi như má khi mình sửa kìa. Chắc là tôi phải chạy xung quanh đây quá. Có gì hót tôi quay trở lại nha. À, sáng rồi. Tôi định buổi tối tôi mới nói hết chứ buổi sáng thì thấy hết rồi. Chắc là khỏi khỏi cắt video luôn đi. Cứ chạy thôi. Giờ anh em mình đi từ đây vô đúng không? Speedwood. Ồ, cái này có gì nè. Cứ chạy quanh mấy cái công trình này thôi. Buổi sáng mấy công trình này phát sáng rồi. Buổi sáng anh em mình để thấy dễ hơn buổi tối. Đáng để buổi tối nó phải nổi bật lắm. À đây đây chỗ mới nãy nè. Ô, có cầu thang. Lúc này trong cái con game này buổi tối chả thấy cái đéo gì. Từ tới sáng mới thấy. Ui. Sụt. Khu này đúng là không không lo gì về đồ ăn hết. À, chỗ này mình thấy rồi. Phải. Tiếc là con nó rất không scan được đúng không? Hồi nãy nó
dí ảnh tôi luôn mà tôi không scan được. Con salon là quay thầm, tôi còn đứng lại tôi scan mà. Con này túi gì? Go. Fucking book. Cái hàng bên trái đúng không? Nghe cái đường bên phải, nghe hàng bên trái mình vô rồi, test thử đi. Tôi nhớ là cái đường bên phải thì tôi chưa tới. Ớt chưa bị lấy. Giờ tôi đã vào, chưa vào đúng không? À, cho rồi. Sa kỳ phát cấp lên kìa. Giờ cái đường bên phải. Hú hú, khè khè. Ủa, phải chỗ này chỗ này. Nhìn lão à. Đúng không ta? Nhìn lại đi. À, cái này. Phi vô tích là ngược đường rồi. What the hell? Chỗ này như cái máy công nghiệp. Hàng này cứ quậy hoài. Rồi ta. Scan phát nào. Nó chậm một phát 50%. Rồi. Con sẽ nộp hay ra đây cho con sẽ nộp phốc nó được tạo ra để không tốn điện không? Tại vì chạy cái ở đây cái nào cũng bị đặt đường. Nhìn quen vậy ta. Nhìn quen quá ta. Nhìn quen quá ta. Chỗ này cái chỗ mà tôi lấy hai cục an trước. Và có mấy con dấu. Có một cái đường bên phải. Và một cái đường bên đây nữa. Để đường bên phải thôi. Ồ, cảm nhé. Tới đây nhóc. Để tôi chạy trước mặt nó luôn mà. Dành cho mấy ông nào không biết tôi ở đây làm gì thì tôi đang tìm cái lý do tôi đang ở đây để làm kiểu như là nó phải có một cái đường nào đó chứ không để mình chạy tới mình chắc con sâu quét chạy cái artifact được sủi. Ô cấp bắt cấp bắt cấp ở đâu ta có cầu he này, cầu he này có cái đường xuống dưới. Khoan quen vậy ta. Chỗ này. Ô, chỗ này không bay nóng không? Chỗ này lạ đấy. Chỗ này lạ phết đấy. Nó phải hơi. Để em. Ai anh cúc. Nó phải vậy mấy ông ạ. Mấy ngày chứ không lẽ cái chỗ này có nguyên một con sâu dài hơn cái cu tôi hay cái là bé hơn và đam của nó tất nhiên là bé hơn cu tôi nhưng mà ý của tôi ở đây là không để con sâu nó không canh giữ cái gì cả nghe nó lại vô lý đúng không phát ép water hả với cái water trong đây nó phá dạng. Ôi thang máy này cầm tay lên game hay gì rồi thường thì anh game đúng cái thang máy thôi đây xì mình giấu liền. Ô chim sẻ gọi đại bàng chim sẻ gọi đại bàng hú hú khè khè tôi đéo nào đây. Hình như mấy cái phát S tôi đem nó hơi bị dư thừa mấy mà tôi tưởng nó sau nó phải đánh đau nhưng còn Shadow là vai thành ấy cắn cỡ 40% máu có gì dưới đây không nè
Mấy cái dưới hè sẽ có gì đó dưới nó trào lên cắn mình. Chắc là cái hai này nó cũng là cái hai không sâu lắm thôi, tại vì chỗ này đâu có đem mấy cái máy mà như được, thành ra là nó sẽ không đủ oxy thôi, không phá phun cái hai này đâu. Rồi cái hai này không có gì cả, hay lắm. Thật sự không có gì luôn. Nhà khảo mình có gì ra chơi luôn đấy em. Cái hàng chỉ có cá thôi. À, you fucking kidding me. Oh, laser cut. Laser cut, laser cut. À, tôi không có tin được rồi, cái này nó cắt bằng laser nhưng mà nó cắt mấy cục băng này lại lâu. Hình nhiệt độ laser nó cao lắm nha, nó cắt thép cắt còn nhanh hơn cái cắt cục băng này. Trong con game này nha, cắt thép nó còn cắt lâu hơn, cắt nhanh hơn cục băng. Cục băng trong đây chắc là bằng cái vật liệu đéo gì đó chứ nó không thể nào mười. Ồ, vật lý 10 trên 10. Holy shit. Holy shit. Nó đào một cái cổng dẫn ra ngoài. Có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể đi vào cái chỗ trên sao băng đó bằng đường này cho nhanh. Cái chỗ dưới đây nó chỉ công dụng đó thôi. Quả trời. Play the. Nhưng mà sống nhanh lắm đó. Kiểu mấy ông để tàu ở ngoài xem rồi mấy ông bơi vô mấy trăm mét. Cảnh nó vẫn nhanh hơn. Kiểu như để tàu ở nhà luôn đi chỗ nhanh. Đi vô cái cổng để mà cắn con xin nó chạy chạy bắt đầu cái kiểu Konnichiwa là hồn ra đó mấy con ra tên gì ấy. Kiểu mấy em đi cái đoạn đường đó chả sao thì mình mới em đi lại lần nữa dùng scare xuất hiện rồi anh em mình đi vô cái cổng kia để test thử xem cái cổng nó dẫn tới đâu, chắc chắn là không nên rồi đó mà tôi chưa biết, mong là nó gần nhà chứ nó mà ở cái chỗ con sao lô là quay thành hơi mệt ấy. Kiểu như là muốn đi tới chỗ đó thì kiểu như Hà đi tới đây xài cẩm đi tới chỗ Salo là ba thành thì đi hẳn tới chỗ Salo là ba thành cho nhanh. Cái đường lên ống tiêu rồi đó. Tôi tưởng đi xuống là cái hang máy sập chứ. Spiderman đúng, cái này Superman. Superman thì đúng không? Hú hú khe khe. Where did we go? Where did we go? Chỗ này là chỗ chỗ con Sam này, không phải chỗ của con Titan thì tổ đúng không? Đấy, không bị đóng băng ấy. Tham chỗ này chỗ của Phi vô tích. Thì ra cái cổng không kích lại để ở chỗ Phi vô tích là nó dẫn tới cái chỗ đó. Hết rồi hả? Thôi, hơi đi sell game cái coi có gì hot qua web nốt đi. Để em, chúng ta sẽ phải đi tới cái nơi mà có độ sâu cực kỳ sâu kia. Và trước hết thì tôi sẽ cần phải chế tạo về hả? Tôi không biết là con Celestia, con Shadow là bay thành xong rồi còn có con gì ghê hơn không, tại hai con kia nó chả ghê thế nào đó. Con Celestia thì quá yếu, đánh nó đã chạy. Con Shadow là bay thành thì được mỗi cái nhây thôi, chứ nó cắn tàu mình chứ cắn thì đau cũng chả có nhiều. Để xem, chắc là chúng ta sẽ đúng rồi, chắc là không cần cái hàng chết tăng đâu, anh em mình sẽ làm hai hàng trước, đó chính là hàng tôi cần nghĩ mấy cái vũ khí này có tác dụng đúng không? Chúng ta sẽ làm cái hàng là suy chất. Đấy, hàng này rất là dễ nha. Nickel, ô shit, nickel kiếm đâu? Và nickel nữa. Oh no, chai Google tiếp thôi.
Hiện tại tôi đang ở dưới độ sâu 800 mét và tôi hơi bị hâm đứt bất kỳ lúc nào bởi con Saro là bay thành. Well, đây là mảnh cuối cùng rồi. Đó, đây là cái mảnh cuối cùng rồi không? Một cái mảnh cho con sâu tiết, một cái mảnh chỗ chỗ con gì ấy nhỉ? Còn một mảnh chỗ con Saro là bay thành này. Thế ra hai mảnh kia khá là dễ, con sâu tiết thì nó không gây sát thương cho bạn luôn ấy. Cùng đó là bị hắc tung thôi, hắc tung thì nó mới gây sát thương. Quét cái gì? Cái này không quan trọng. Nó chỉ gây sát thương trên chiếc xe thôi, chứ nó cũng chỉ gây một tí khó chịu chứ không có đáng sợ. Tôi thấy là con Salo là bay thành nó vẫn nguy hiểm hơn bởi vì nó cắn người rồi. Con sau tiếp nó có cắn gì đâu, nếu mà nó cắn thì chắc là đâm chút xíu, còn thường thì nó tông xe chứ nó hất tung nhiều hơn. Xong đó, giờ anh em mình chỉ cần chế ba này thôi là được. Công thức rất đơn giản, mấy cái này có hết này nè. Can không biết có thiếu không thôi. Đấy, đấy, giờ chắc là tôi chế cả ba cái đi rồi tôi quay trở lại. Tôi đã đi xuống cái độ sâu của con Salo rồi thành đấm nhau với con đó thì đã có được cái công thức của Ogre hay là cái gì đó tôi quên tên thôi rồi. Và bây giờ tôi đã phải xuống dưới cái độ sâu đó, không phải là 800 mét, đằng này là 900 cho đến 1.000 mét để tìm cái nơi có thể ráp được cái con end game. Đây, cái con này không ráp ở nhà được, thế cho nên là chúng ta lại phải đi tới chỗ đó một lần nữa. Thôi, chắc là chả ai muốn coi cảnh con Salo là vai thành nó hấp dìm con suốt tôi. Thành ra là tôi sẽ skip cho đến mình nói nhé. Mình gặp mấy ông khi mà tôi đi tới khi đó. Vậy em. Sai lầm lớn nhất của tôi là không quay lại cái khúc đó. Tôi nghe cái tiếng của con Shadow the Ba thành nhưng mà tôi không dám quay mặt lại. Tôi cứ đi hẳn, đi hẳn, đi hẳn. Và khi mà tôi quay mặt lại, tôi bị jump scare mà. Chán để tôi nên quay lại cảnh này. Holy shit. Mà tự nhiên có mình tôi bị jump scare sao? Đéo công bằng. Và con hàng này không vô được. Tôi đem hẳn con Snow Fox vô đây. À, con Snow Fox không chạy được. Tôi định đem vô đây chứ mà quẩy. Ok, chỗ này nè. Tôi nghĩ rằng là cái chỗ này nó kiểu khá là hẹp, thành ra con đó nó không tới được. Tiếng đó chỉ là tiếng của con khác thôi, nhưng không. À, tôi đi, tôi không hề quay để sao luôn. À, cái này xương ngực này. Cái này cột sống này. Cái đầu này. Ok. Cái hàng Isua, Tisua là thằng Ti Hải gì mất. Tôi hay là tôi gom hết đồ tôi xuống đây chứ tôi xuống đây cỡ 3 4 lần nữa rồi. Tôi không biết là tôi bị jump scare mấy lần. Có nó chỉ được cái là jump scare thôi chứ sao Ghibli là vai thật ấy. Nó mạnh hơn jump scare thì. Nó là cái gì đó ác mộng mọi người. Cái này tôi cũng chả biết là gì nhé. Còn cái Oran này thì tôi cũng chả biết là gì nữa này. Hình như nó là nội tại. Đừng hỏi tôi tại sao nhé, tôi cũng không biết đâu. Thậm chí là tiếng Anh tôi còn chả biết mấy từ này cơ, tôi chỉ biết mấy từ thông dụng thôi. Cái gì? Ừ, nhìn giống nội tạng quá. Ok. Con suốt này kia còn ổn không đấy, không đem nó vô đây được. Con Gordon chắc chút nữa mất luôn quá. À, để sao nữa? Ở đây. Để em. Chút quay lại thấy cái tín hiệu của con suốt mất tiêu nè. Làm mấy ông hiểu là em nó đi rồi đó. Tại vì con Salo là vai thành nó còn ở đấy mà. Để em. Nhìn cái bộ suốt này xịn đúng không? Nó có 4 chân này. Ôi, nước nồi lên tới. Chém được này. À, cái này mới là cái xác thôi. Cậu phải chuyển cái ý thức vào. Thôi được, đi rồi. Đào mà, đi rồi, giờ gặp con Salo rồi vai thẳng. 4 chân 2 ngón. Mỗi bàn có 2 ngón. Ta cũng có 2 ngón luôn. Ok. Con này nhìn giống con Hegage Liên Minh quá. Nó còn có tai nữa này. Nano Machine.
are some remnants. Would you like your memories of me removed as well? Are you kidding? No way. You still owe me the end of your story. Mẹ em thấy rằng là cái trong cái con này hình như nó là mặt điện chứ nó không có máu trong đây. Mẹ thấy không? Cái chất tím tím trả cho mẹ nó. Hoặc là nó là người Nam Mét, hình như máu là màu tím. Biết đâu được. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đó là điện. Không có máu là có khả năng tự chuyển màu cả. Tôi đang tự hỏi là hai cái tay kia của nó làm gì trong khi nó dùng tay máy mà bóng chị. I was not wrong, but it would appear that sea dragon parents are stronger and more mobile. Đang làm gì nhỉ? Bấm, bấm, bấm nhanh lên. À, chút nữa con này nó ra ngoài nó dọn thì mình có xa lô là vai thành đúng không? Nhìn con này đập quá chữ. Con này chắc không cần hở đâu. Có đuôi nữa này. Để tôi đã nói được rồi nè, nhảy nó được không? Vị trí à? Quay. Quay. Thiệt á, bây giờ bố mày phải rời khỏi chỗ này đi tới cái chỗ của mày. Và mày không xử lý con sa lô là quay ở hành ở ngoài á. Holy shit. Chỗ gì vậy? Architect Fay Gale City. Nó nói nó cần thời gian. Tin chuẩn chưa? Nó nằm ở đâu? Chỗ đó chỗ nào? Tôi còn nghe tiếng nó đó không? Hú hú kìa à, dưới đây nhìn nhìn dưới nhìn lên như con lãi vậy không. Cái này tôi cũng kê xuống cái chỗ có một đống cây anai luôn, rồi cái nó là cây anai bự ấy, phan ra được một đống mà tôi không phan, tôi lựa. Ra đây chắc vị trí xem, hình như cái cổng là ở đây á. À. Ui rồi ôi ghê quá, từ từ để nó bơi bơi bớt đi đó. Sau băng nó đánh 4-5 cái xe không hư. Rồi tâm cho cái tảng băng nhỏ hơn mà cái xe xuống khoảng 30%. Từ từ để lấy cái xe này cái. Đó cái cục băng này đúng không? Tâm cho thôi, mất 30%, 70% máu. Rồi. Cái đường tới đây nó cũng khá là rõ, nó không phải là ở trên đất đền mà nó là chui dưới cái chui nước. Ở dưới nước nó có cái lỗ nó hầm lên, nói chung là đi rất là quặng. Ủa tôi tưởng thằng này đứng ở đây chứ tại sao lại thằng này tới đây nhanh nhỉ, tôi bơi cả tiếng mới tới xong rồi lúc mà tôi tới đây thì tôi thấy thằng này nó đang đặt cái gì đó đây rồi. Hai người bơi như tôi nó lại tới đây, thằng này chan gian quá chứ. Gọi ra family. Bọn này có sinh sản được. À dành cho mà chưa biết thì nếu mà mấy anh chạy trên con Snowfox ấy thì không ta le được nha, không ta le bằng cổng được. Rồi, không đi về được. Đẹp. What? You've been hiding a phase gate here this whole time. Only for the last millennium. It will lead us home. No wonder you hid yourself from Altera. It was imperative to keep the homeworld safe, in hopes that the others survived. Yeah. Ờ,
Có cảnh jump scare nào không? Hép cái éo, mày có khả năng ta le thì mày tự làm đi. Hả? Giờ tôi ta le được chưa? Hú hú khè khè. Tôi vẫn không ta le được nữa. Ơ nhưng mà tôi bay được hay gì? Không, không bay được. Quái chứ, cái này có khả năng ta le tự làm chưa? À, cái này là anime sầm đấy nhé, không phải do tôi làm đâu, tôi vô thổi nhé. Để em bắt cua ủa sao tôi thấy cái cục này nó gắm vào mình nhỉ? Rồi. Oh. Rồi, ta đây ra mục tiêu nữa rồi. Ở đây, nhanh nhỉ. Cũng ngầu á nhưng mà hô vô cùng. Ủa tôi tưởng cái này nó mới là cái tàu chứ, cái này cái gì hú kìa kìa. Rồi tới giờ nó cửa đấy, nó đã xử lý khắp như vậy đó. Xin lỗi cái đéo, kiểu như ngoài đời một cái thằng nào đó nó dí bạn với cái một cái tốc độ như thế này khóc gãy xương là hên rồi ở đó mà bố rồi trời. Từ sau theo cốt truyện đó nó bị dính ở đây mấy mấy triệu năm rồi thì làm sao mà mấy cái dây điện cũng còn kiểu như xài bền quá chứ, thậm chí còn cục điện. À đúng rồi, đừng nói tới cục điện, cái hàng điện hạt nhân ở cái chỗ tôi nó xài có đúng một cái gậy hạt nhân thôi, cái gì từ gót rồi nó chạy từ giữa cái tới giờ chưa hết cái gậy đó, mà trong gương tôi còn tới 7-8 gậy nữa. Tôi tưởng là nó sẽ chạy hao lắm nên tôi cho chạy từng cái gậy thôi, nhưng mà không, một cái gậy đó chạy nửa game, hơn nửa game chưa hết. À, cái này cái cẩm. Cái quạt cái máy tôi đang đấu tranh sự sống của chính nó, cái cảnh này đủ giết chết cái máy tôi. Ồ, vãi. Bằng cách nào đó có thêm một cái cổng nữa ở đây. Để em. Chúng ta đã tới Inazuma rồi. Ra làm siêu cấp. À, cái gì đây? Inazuma vào năm 2077. Ừ. Inazuma vào năm 2977. À, hết game rồi. À. Ờ. Đấy, nhắn lại sập đi anh.